một số câu hỏi thật cao mà từ trước đến nay chưa ai hỏi. 1. Ông Lương Văn Hảo, sinh năm 1942, tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cư ngụ tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh hỏi. Kính trưởng ban, tôi đọc sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, thật tình quá hay. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa thấy nơi nào đề cập đến. Tôi có thắc mắc như sau, xin trưởng ban giải đáp cho, thành thật biết ơn nhiều. Câu hỏi như sau, Ngài Ananda là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài được mang danh là nhớ dai bậc nhất, cũng được gọi là người có cái đầu chứa đựng nhiều nhất. Được biệt tài như vậy, sao không nhận được tánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nơi tâm mình mà phải đợi đến ông Mahakayip dạy, ông mới ngộ đạo và được truyền thiền. Trưởng ban trả lời cho ông Lương Văn Hảo. Thưa cụ Hảo, cụ hỏi được như vậy, chứng tỏ rằng cụ đã xem sách viết về thiền học rất nhiều, nên hỏi đến chỗ cao xa như vậy. Theo nguyên tắc thiền học, người nào muốn dẫn ra yếu chỉ Phật ngôn, người đó tâm phải ở trạng thái thanh tịnh, nhưng phải hằng tri, thì mới nhận được. Còn Ngài Ananda không giác ngộ yếu chỉ Phật ngôn là vì lý do sau. Tâm Ngài Ananda như là cái kho chứa ngôn từ, chữ nghĩa. Do đó, cái kho thanh tịnh của Ngài Ananda bị các cái kiến thức của trần gian này che khuất nên không nhận ra được. Ông Lương Văn Hảo hỏi tiếp, thưa trưởng ban, đầu ông Ananda như là một cái kho, cớ sao sau này ông lại nhận được yếu chỉ Phật ngôn nơi Ngài Mahakayip? Trưởng ban trả lời, quả thật cụ hỏi rất hay, đây là chỗ bí mật trong nhà thiền mà thường thường các vị thiền sư hay những vị thiền gia gọi là bí mật thiền tông. Tôi trả lời cho cụ nghe đoạn này, cũng có nghĩa là tôi đem hết những bí ẩn thiền trong nhà Phật trao lại cho ông. Ông cố gắng nắm lấy, nhưng tôi có lời khuyên ông như sau. Người nào biết được chỗ cao tột này, không bừa bãi đụng đâu nói đó, thì coi chừng thân mạng mình đó. Vì vậy Đức Phật dạy, người nào nhận được chỗ bí mật này chỉ được phép nói lại cho người sau đây biết thôi. Người nào thật tình muốn biết chỗ sâu kín thiền học để tu thì mới được phép chỉ người này. Còn người học hỏi để đi công kích người khác thì không được nói. Sở dĩ hôm nay tại đây có 6 người, tất cả đều được truyền bí mật thiền tông, riêng chỉ có mình ông là chưa được truyền thiền. Nhưng vì ông có cái đặc biệt là nghiên cứu thiền học rất sâu, hơn nữa ông muốn hỏi để tu vượt ra ngoài tam giới, do đó tôi xin trả lời cho ông như sau. Tôi xin nhắc lại sự việc mà ông Ananda đạt được bí mật thiền tông như sau. Ông Ananda chậm rãi hỏi ông Mahakayip, bạch sư huynh, Nhìn Lai trao cho sư huynh y kim lan, bát ăn cơm và gói kệ huyền ký, còn có trao cho sư huynh cái gì nữa không? Ông Mahakayip biết gã này không chịu sống với tánh Phật của chính mình, mà sống với cái tánh người, tìm vớ vẩn bên ngoài. Ông Mahakayip không trả lời, mà dùng thuật tiếng gọi của ông để ông Ananda nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính ông. Nên ông Mahakayip gọi thật lớn, cốt yếu để ông Ananda không kịp suy nghĩ gì mà nghe bằng tánh thanh tịnh của Phật tánh. Nên ông gọi, này ông Ananda. Anan, dạ. Ông Mahakayip nói, ông coi chừng cây phướng trước chùa ngã. Ông Ananda không kịp suy nghĩ liền dạ. Cái dạ không suy nghĩ đó, tự nhiên ông Ananda được rơi vào chỗ thanh tịnh Phật tánh và sống trong Phật tánh rất lâu. Khi ông Ananda trở lại sống với tánh người của chính ông liền cảm ơn ông Mahakayip. Ông nói, kính thưa sư huynh, nhờ sư huynh dùng diệu thuật tiếng gọi, nên đệ được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Đệ sống trong đó rất lâu,
nên giờ đệ mới biết trong bệ tánh thanh tịnh Phật tánh là nơi mười phương chư Phật ở. Mục đích chúng ta tu giải thoát là trở về đây. Đệ nhớ lại ngày trước, sư huynh Xá Lợi Phất được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh có trình với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấn chứng cho sư huynh Xá Lợi Phất, nhưng đệ không cảm nhận được gì. Hôm nay, đệ được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, đệ mới biết rõ ràng. Vì vậy, câu dạy của Đức Thế Tôn trong 49 năm thuyết pháp Như Lai chưa hề nói ra một lời nào. Nay đệ mới hiểu lời của Đức Thế Tôn nói câu ấy. Ông Mahakajip nói với ông Ananda: Này ông Ananda, ông được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, trong ấy như thế nào? Ông hãy nói lại cho sư huynh nghe coi có đúng là ông được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh không? Ông Ananda không trình với sư huynh mình trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh như thế nào, mà ông nói bài kệ 64 câu diễn tả sự đạt được bí mật thiền thanh tịnh của chính mình. Bài kệ 64 câu như sau: Đệ nghe tiếng gọi sư huynh, nghe được như vậy lặng thinh nghe hoài, tiếng nghe đi khắp trần ai, tiếng nghe vang rền đi khắp núi sông, lòng đệ trống rỗng như không, tất cả vật lý đệ không thấy gì. Thiền thanh sao quá diệu kỳ, tánh nghe thanh tịnh không chi dính mình. Vì vậy đệ cứ lặng thinh, để cho mặc tình vật lý trôi lăn. Bao năm đệ cứ lăn xăng, đi tìm chân tánh lăn theo luân hồi. Huynh ơi, đệ đã ngộ rồi, nghe trong thanh tịnh luân hồi không theo, thiền thanh bí mật nghe theo, nghe mà thanh tịnh không theo luân hồi. Tánh nghe thanh tịnh vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình. Đệ xin cảm ơn sư huynh, huynh dùng diệu thuật độ mình đệ thôi. Xưa kia đệ nghĩ xa xôi, dụng công tìm kiếm luân hồi cứ theo. Huynh đưa đệ đến hiểm nghèo, ép vào thanh tịnh đệ rơi về nguồn. Rơi vào thanh tịnh lệ tuôn, nhận ra những thứ không buồn chỉ vui. Đệ nay đã hết ngậm ngùi, chỉ sống thanh tịnh và vui trong lòng. Không cần cầu khẩn thần thông, mà nhận kỳ diệu ở trong lòng mình. Chân thật cảm ơn sư huynh, phước đệ quá lớn nhận thời thiền tông. Phước lớn dù đầy núi sông, cũng không sánh được thiền tông Phật truyền. Nhìn lại đệ có đại duyên, vì vậy Phật dạy truyền thiền cho em. Hoa sen sáng rực hơn đèn, trước kia không biết tìm sen tu thiền. Đệ nay đã hết đảo điên, sư huynh truyền thiền làm tổ thứ hai. Hôm nay đệ nhận căng tay, nhận được cười hoài như Di Lặc vui. Huynh ơi, đệ rất mừng vui, nhận được tổ vị đệ vui rất mừng. Đệ xin truyền kiếp không ngừng, để môn thiện học còn cùng thế gian. Như vậy đệ mới được an, nghe lời Phật dạy gian nan cũng đành. Pháp môn thiền học không tranh, không tìm, không kiếm, không tranh được nào. Thiền tông vị trước truyền sau, để môn thiền học không sao phai mờ. Lòng đệ hiện tại bây giờ, mong tìm được người để chờ truyền sang. Vị nào nhận được bình an, ngộ được thiền học rõ ràng là thiên. Giúp người sau tiếp truyền thiền, đáp đền Đức Phật đệ yên trong lòng. Lòng đệ mới được thông dong, cũng nhờ huynh trưởng diệu song thuật truyền. Đệ nay nhớ lại lời thiên, Phật bảo truyền thiền đệ tổ thứ hai. Hôm nay đệ ngộ căn tay, pháp thiền thanh tịnh còn hoài thế gian. Ông Lương Văn Hảo nghe trưởng ban giải thích câu hỏi của mình, ông đã rõ thông, hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. Những người có mặt ai ai cũng rõ thông câu hỏi này. 2. Cụ Triệu Thế Phương, sinh năm 1924, tại Thừa Thiên Huế, cư ngụ tại thành phố Los Angeles, Mỹ, hỏi: Đức Phật dạy nơi Kinh Hoa Nghiêm, trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào. Sao những đệ tử lớn của Đức Phật kiết tập những lời của Đức Phật dạy,
rồi viết ra thành những bộ kinh như hiện nay. Xin Thầy giải rõ ý Đức Phật nói là như thế nào? Trưởng ban trả lời: Phần câu này Đức Phật nói, người học kinh nhà Phật phải hiểu căn bản có hai ý tánh và tướng như sau. Một, về tánh, Đức Phật nói là trong 49 năm ta chưa hề nói một câu nào. Đây là Đức Phật nói chỗ tánh chân thật của mỗi người. Vì sao? Vì tánh chân thật của mỗi người nằm ngoài sự hiểu biết của tri thức trần gian này, không dùng ngôn ngữ của thế giới này mà nói đến được. Do đó, Đức Phật phủ nhận lời của Ngài để mọi người nhận ra cái chân thật của chính mình. Ai nhận ra được lời dạy này, người đó hiểu lời Đức Phật dạy, tức ngộ đạo, cũng gọi là Đức Phật chỉ cái tánh chân thật của mỗi người là không dùng ngôn ngữ của trần gian này để nói. Hai, về tướng. Trong các kinh điển hiện giờ, chúng ta được đọc, các ngài dùng những ngôn từ và hình ảnh của trần gian này để cho ai muốn tu theo lời của Đức Phật dạy, nương theo đó mà tu để được giác ngộ và giải thoát. Những quyển kinh giống như ngón tay chỉ mặt trăng vậy. Xin lưu ý cụ chỗ này. Cụ phải hiểu, các kinh nhà Phật hiện nay được xếp vào loại tướng thế gian. Vì đây là tướng thế gian, nên là phương tiện để cho chúng sanh hồi đó cũng như hiện nay nương theo lời dạy của Đức Phật mà tu tập hay tu hành. Tôi xin nói rõ, cụ đừng cho kinh điển của Đức Phật dạy là chân lý, mà chân lý là thứ không dùng ngôn ngữ của trần gian này nói đến được. Người tu đạt được chân lý rồi, chỉ cần mái động niệm thật nhỏ khởi lên thôi là chân lý liền bị che khuất ngay. Cụ Triệu Thế Phương nhận được ý sâu màu của Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 3. Nhà văn Đinh Thắng Toàn, sinh năm 1952 tại Phú Thọ, cư ngụ tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, hỏi hai câu rất đặc biệt. Kính trưởng ban, tôi xem sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, nghe trưởng ban giải thích về thiền học rất đặc biệt. Tôi có hai thắc mắc như sau, xin trưởng ban giải thích cho, cảm ơn. 1. Người tu mà muốn giải thoát, chúng tôi chưa thấy sách nào đề cập đến. Nhưng sao trưởng ban khẳng định là nếu hành đúng theo sách chỉ dẫn sẽ được giải thoát, có chắc đúng như vậy không? 2. Giác ngộ, hành đúng như trong sách viết có chắc chắn giác ngộ được không? Căn cứ vào đâu mà trưởng ban khẳng định như vậy? Xin trưởng ban giải thích, thành thật cảm ơn. Nhà văn hỏi mà giọng rất gay gắt. Trưởng ban trả lời, kính thưa nhà văn Đinh Thắng Toàn, sự thật nghe hai câu hỏi của ông, người bình thường vừa nghe qua như là rất khó. Nhưng người hiểu về thiền tông học, hai câu hỏi của nhà văn lại quá dễ. Đối với thiền học, vị nào nghiên cứu kỹ lời dạy của Đức Phật trong các kinh điển, nhất là kinh Đại Thừa, thì hai câu hỏi của ông rất dễ trả lời lắm. Trưởng ban hỏi lại nhà văn Đinh Thắng Toàn, về giải thoát, ông hiểu như thế nào là giải thoát? Về giác ngộ, nhà văn hiểu như thế nào? Nhà văn Đinh Thắng Toàn nói, giải thoát là vượt ra ngoài sinh tử, giác ngộ là có thần thông. Trưởng ban cười và nói, hiểu như vậy là chưa nắm vững về thiền tông học của nhà Phật, cũng như các kinh điển Đại Thừa ông chưa hiểu. Tôi xin giải thích rõ cho ông hiểu. Câu 1, giải thoát. Theo Đức Phật dạy, gọi là không dính mắc. Tôi đưa ra ví dụ như sau. Bình thường, ông thích cái gì hay vật gì, không được thì buồn, còn được rồi thì phải giữ lấy, tức dính mắc. Nếu vật sở hữu của mình bị hư hay bị mất đi, mình rất buồn và sầu khổ. Đức Phật dạy, người tu theo thiền tông nhà Phật, đối với những gì mà mình sở hữu, còn thì mình sử dụng, một mai hay hoàn cảnh nào đó nó xa lìa,
coi như là duyên số vật ấy với mình đã hết rồi vậy. Cũng có nghĩa là tâm ông vô trụ đối với vật ấy. Hay nói rõ hơn, tâm ông không dính mắc với vật ấy. Không dính mắc là đã giải thoát rồi. Khi người có tâm giải thoát, ở hoàn cảnh nào cũng rất an nhàn, thảnh thơi. Đó là tu theo đạo thiền vô trụ, cũng gọi là đạo giải thoát của nhà Phật. Câu 2, còn giác ngộ, ông hiểu như vậy, đối với thiền tông học lại bị sai nữa. Tôi xin trả lời như sau. Chữ giác ngộ là tiếng của người Trung Hoa, còn tiếng Việt Nam chúng ta gọi là hiểu biết. Mà hiểu biết đến chỗ tận cùng của mọi sự, mọi vật gọi là giác ngộ. Phần này chúng tôi xin đưa ra ví dụ căn bản sau đây. Như có ai đó bày chuyện này hay chuyện nọ để nói lên một sự việc gì đó mà còn nằm trong sự cuốn hút của vật lý trần gian này. Người tu theo thiền tông, họ nắm vững về nguyên lý trong tam giới này, nên họ biết người đó nói không đúng với lẽ thật. Tức người này đã hiểu biết đến chỗ chân thật, cũng đồng nghĩa là người đó đã giác ngộ rồi. Xin nói thật rõ hơn, giác ngộ là hiểu biết, chứ không phải có thần thông. Nhà văn Đinh Thắng Toàn lại hỏi thêm hai câu. Câu 1, tôi thấy trong sách viết, tu đúng theo lời của Đức Phật dạy, sẽ được vào bệ tánh thanh tịnh Phật tánh. Vậy lời này sách nào ghi? Câu 2, nếu người đọc sách mà hành đúng sẽ được thành công, có đúng như vậy không? Trưởng ban trả lời. Câu 1, có nhiều kinh sách nói, nhưng tôi xin chứng minh nơi kinh A-di-đà, Đức Phật dạy, niệm Phật từ 3 đến 5 hay 7 ngày mà tâm lúc nào cũng nhớ đến Phật thì chắc chắn sẽ được thành tựu. Sở dĩ hiện nay người tu không thành tựu được là vì họ làm sai lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy niệm Phật mà không chịu niệm Phật mà lại kêu tên Đức Phật A-di-đà. Chúng tôi xin nói rõ, niệm là nhớ mà phải nhớ nơi mình. Phật là giác, cái giác của chính mình. A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là ba cái vô lượng của chính mình. Nếu chúng ta thực hành liên tục như ba phần nói trên, không cần phải đến 3 hay 7 ngày, mà chỉ cần một ngày thôi cũng có kết quả rồi. Sở dĩ chúng ta tu hết năm này, hết tháng nọ mà không được thành tựu là vì chúng ta làm sai lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, không chịu quay lại nhớ ông Phật của chính mình mà cứ cắm đầu kêu tên Đức Phật A Di Đà. Thử hỏi làm sao thành tựu được? Câu 2, phần này chúng tôi cam đoan là sẽ thành công. Vì sao chúng tôi dám quả quyết như vậy? Vì đạo thiền tông Đức Phật dạy sau cùng nơi cõi ta bà này là dẹp bỏ tất cả những pháp môn tu hành nào mà còn bị vướng mắc của trần gian này. Do đó, vị nào dám thực hành đúng sẽ có kết quả rất nhanh. Xin lưu ý, người nào đọc sách thiền mà bị lực hút của sách, chắc chắn vị đó không cần phải đọc 5 hay 7 lần mà chỉ cần đọc một lần hoặc lần thứ hai là đã ngộ lý thiền rồi. Chúng tôi xin nói rõ về ngộ thiền có các thứ bậc như sau. 1. Đọc mà hiểu chủ trương của pháp môn thiền tông học là không sử dụng bất cứ phương tiện gì trong vật lý, gọi là giác ngộ yếu chỉ thiền tông. 2. Đọc mà giải thích được tất cả các pháp môn của Đức Phật dạy, cũng như những lời ẩn ý hay không ẩn ý của Ngài, gọi là đạt được bí mật thiền tông. 3. Vị nào được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, vị đó Đức Phật gọi là đã về được quê xưa của mình. Trên đây là ba căn bản người tu theo pháp môn thiền tông phải hiểu. Nhà văn Đinh Thắng Toàn nghe trưởng ban giải thích quá rõ ràng, ông hết sức vui mừng và cảm ơn. 4. Luật sư Lê Quang Chánh, sinh năm 1955 tại Vĩnh Long, cư ngụ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hỏi, trưởng ban giải thích như vậy,
người tu theo pháp môn thiền tông không được tập trung đông người. Nhưng sao hiện tại chúng tôi thấy có vị tập trung đông người nói mình cũng dạy pháp môn thiền tông, vậy thiền tông vị ấy dạy có đúng là thiền tông chân thật không? Trưởng ban trả lời: Phần này tôi xin nêu rõ ràng để những vị muốn tu theo thiền tông, muốn giác ngộ và giải thoát phải biết. Đức Phật dạy, riêng loài người ở nơi thế giới vật lý này cấu tạo bằng tứ đại. Ẩn trong tứ đại có hai phần như sau. Một, Phật tánh là nhân của tánh người. Hai, tánh người bao phủ Phật tánh mà tánh người cấu tạo bằng 16 thứ. Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Ngoài cùng của 16 thứ tánh người được phủ lên 84.000 màu sắc của điện từ âm dương nữa. Do đó, tánh Phật khi thấy, nghe, nói và biết phải xuyên qua lớp thứ nhất là tánh người. Sau đó, phải xuyên qua lớp thứ hai là ảo giác của bóng điện từ âm dương. Vì vậy, bất cứ ai là con người thì bắt buộc phải sống với tánh người. Tánh người gọi là tánh phàm phu. Đã là phàm phu thì làm sao biết chân thật được? Do vậy, người khôn thì bịa ra những việc không thật để lừa người tu. Người ngu mới làm tôi tớ cho người không. Đó là quy luật của thế giới loài người. Do đó, Đức Phật dạy người tu theo pháp môn thiền tông, đầu tiên là phải hiểu 6 căn bản như sau. 1. Phải biết tánh người của mình là gì. 2. Tánh Phật cấu tạo ra sao. 3. Giác ngộ là giác cái gì. 4. Giải thoát bằng cách nào. 5. Phải biết đường đi của giải thoát. 6. Một vị Phật sanh ra như thế nào. Người tu theo thiền tông đạo Phật nếu không biết 6 căn bản nói trên, ngồi đó dụng công tu 1.000 năm cũng ở yên tại chỗ. Bất cứ ai tu theo thiền tông tập trung đông người là có ý lừa người mới đến để họ cúng tiền và được danh, chứ không phải là dạy tu thiền tông thật. Luật sư Lê Quang Chánh nghe trưởng ban giải thích rõ ràng, ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 5. Ông Lương Thái Tuệ, sinh năm 1951 tại Chợ Lớn, cư ngụ tại đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh hỏi: Tôi tu niệm Phật A Di Đà được 10 năm. Tình cờ tôi có đọc sách viết về thiền tông học của tác giả Nguyễn Nhân. Thầy có dạy, tu theo thiền tông, nếu ai mong thấy Đức Phật bên ngoài hiện nơi tâm mình là tà. Vậy những người tu niệm Phật như chúng tôi, nếu khi niệm Phật mà thấy Đức Phật A-di-đà là tà sao? Trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời: Đúng như vậy. Đây là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nơi Kinh Kim Cang. Đức Phật dạy, ai tu theo đạo của ta, lấy hình ảnh của ta, tức sắc mà cầu ta, nghe tiếng của ta, tức âm thanh mà cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thấy Như Lai mà chỉ thấy ma. Ông Lương Thái Tuệ nghe trưởng ban đọc 4 câu kệ trong Kinh Kim Cang, ông liền giác ngộ và biết tu theo đạo Phật. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 6. Cụ ông Lâm Quý Thanh, sinh năm 1929 tại Huế, cư ngụ tại Hóc Môn hỏi: Tôi tu mật chú tông được 6 năm. Mỗi lần dụng công niệm mật chú được 10 phút, tôi nghe thân tâm mình rất an vui và thấy những cảnh trong tâm rất đẹp. Tôi thường hay khoe với những người bạn là tôi đã tu đến cảnh giới ấy. Ai cũng khen tôi là tu có kết quả theo pháp môn mật chú tông. Khi tôi được người bạn tên Trần Thế Lâm cùng tuổi tặng mấy quyển sách của tác giả Nguyễn Nhân viết về thiền tông học do thầy giảng giải, con người tôi dường như bị đảo lộn tất cả. Hôm nay tôi xin hỏi thầy, như vậy pháp môn mật chú tông chẳng lẽ lại là không đúng với chánh pháp của Như Lai dạy sao? Trưởng ban hỏi lại cụ Lâm Quý Thanh, cụ tu theo đạo Phật, mục đích chính của cụ là gì?
Cụ Lâm Quý Thanh trả lời, tự tu theo đạo Phật cốt là để giác ngộ và giải thoát. Trưởng ban hỏi tiếp, cụ muốn giác ngộ cái gì và giải thoát cái gì? Cụ Lâm Quý Thanh trả lời, tôi muốn giác ngộ lời của Đức Phật dạy, giải thoát, không còn bị ràng buộc trong sinh tử luân hồi này nữa. Trưởng ban nói, cụ tu theo đạo Phật mà cụ không chịu tìm hiểu kỹ coi tu theo đạo Phật để được cái gì. Đức Phật dạy, Phật tánh vốn là hằng thấy, nghe, nói và biết. Bốn thứ này thanh tịnh nên không bị luân hồi. Còn tánh người là tìm, kiếm những thứ trong vật chất đem về để thụ hưởng. Do vậy, bị dính mắc với vật chất nên không giải thoát được. Mục đích chính của người tu theo Mật Chú Tông có ba cái căn bản. Một, khi bị bệnh, niệm câu thần chú lấy trong kinh Dược Sư ra niệm, tích điện từ âm dương vào thân, tâm của mình. Khi đầy, bủa ra chỗ đau, người bệnh được hết đau được vài ngày. Sau đó, bệnh lại tái phát, muốn hết bệnh nữa, lại phải làm tiếp. Hai, ai bị bệnh, tà, ma, bùa, ngải, sử dụng câu thần chú trong kinh Thủ Lăng Nghiêm để niệm, cũng làm như phần thứ nhất. 3. Ai bị bệnh buồn rầu, sử dụng câu thần chú của kinh Đại Bi cũng làm như phần thứ nhất. Nói tóm lại, pháp tu Mật Chú Tông, Đức Phật dạy cho hai hạng người. 1. Làm thầy để làm ba việc nói trên. 2. Người ngoài đời thích có hiện tượng lạ. Nói về giải thoát, hoàn toàn không giải thoát được. Vì sao vậy? Vì tu dính mắc với vật lý mà giải thoát cái gì? Vừa nghe trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu giải thích pháp môn Mật Chú Tông, cụ ông Lâm Quý Thanh mới hiểu lối tu của mình không thể giải thoát được, nên cụ có trình với trưởng ban như sau. Mấy mươi năm tôi dụng công tu Mật Chú, đạt được những thành tựu mà tôi cho là quá cao siêu. Nay đến đây, nghe trưởng ban nói pháp môn Mật Chú Tông còn là đi trong luân hồi của vật lý. Nhờ vậy, tôi mới giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Tôi trình 16 câu kệ ngũ ngôn để xin trưởng ban kiểm chứng. Mấy mươi năm tu mật, mới biết mình tu trật, nhưng khoe mình tu hay. Trưởng ban chỉ sự thật, mới biết tu chật vật, chỉ là lật đật tìm càng thấy trật, khổ cho lão tu mật. Nghe thầy nói mấy câu, lão làm chuyện không đâu, thiền tông không cần quán, cũng chẳng cần lại cầu. Tự mình chỉ trực nhận, mới thấy được hạt châu, lão chân thành cúi đầu, cảm ơn thầy chỉ dạy. Vừa nghe xong bài thơ ngũ ngôn 16 câu của cụ ông Lâm Quý Thanh, trưởng ban biết cụ đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông và cụ đã đạt luôn bí mật thiền tông, nên trưởng ban nói với cụ Lâm Quý Thanh, cụ có đại duyên đại phúc nên giác ngộ được yếu chỉ thiền tông và đạt được luôn bí mật thiền tông. Chúng tôi quyết định cấp liền cho cụ giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông, và 14 ngày sau chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận cho cụ đạt được bí mật thiền tông và chánh thức truyền thiền tông cho cụ. Cụ Lâm Quý Thanh hết sức vui mừng cảm ơn trưởng ban. 7. Ông Trịnh Hoàng Kiếm, sinh năm 1943, tại Gò Công, cư ngụ tại thành phố Mỹ Tho, có thắc mắc như sau nên hỏi trưởng ban. Đức Phật dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa trên núi Linh Sơn, khi Ngài đưa cành hoa sen lên cho mọi người xem, ai cũng ngơ ngác. Duy chỉ có ông Maha Ca Diếp nhận ra yếu chỉ của lời Đức Phật dạy. Chẳng lẽ 1249 vị còn lại, trong đó có các đệ tử lớn của Đức Phật như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Chiên Viên, vân vân, là những vị tài giỏi, sao không nhận được ý sâu màu của Đức Phật dạy? Trưởng ban trả lời, quả thật, câu hỏi của ông thuộc vào hàng cao tột trong thiền học. Chúng tôi xin dẫn chứng các lý do như sau. Ông sẽ hiểu tại sao các vị là đệ tử lớn của Đức Phật và những người có kiến thức cao lại không nhận ra ẩn ý sâu màu của Đức Phật dạy qua cành hoa sen.
Vị nào muốn nhận ra ẩn ý của Đức Phật dạy qua vật có hình tướng, vị ấy phải luôn luôn lúc nào cũng phải sống trong Phật tánh thanh tịnh của chính mình. Sống liên tục được như vậy, tự nhiên tánh người của người ấy bất ngờ nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Khi đã sống trong cái thanh tịnh Phật tánh của chính mình rồi, thì mình mới thật sự là thấy tánh, tức kiến tánh. Vì ông Mahakajip đã sống trong cái thanh tịnh của chính ông liên tục. Nhờ vậy, khi Đức Phật vừa đưa cành hoa sen lên, ông thấy bằng tánh thấy thanh tịnh của chính ông, nên ông lập tức cười. Phần này cũng nên tìm đọc quyển Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam. Chúng tôi có giải thích rõ ràng. Tôi xin nói rõ cho cụ, người sống trong thanh tịnh của chính mình thì có mấy thứ như sau. 1. Không hơn thua. Vì sao vậy? Vì là thanh tịnh nên 16 thứ tánh người không khởi lên. Khi sống hoàn toàn trong thanh tịnh thì có cái lợi. Tất cả những việc bên ngoài dù có đến với mình cũng coi như không có. Tuy không có mà lại diệu dụng vô cùng. Tôi đưa ra sự việc như sau. Hồi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật được vua Ba Tư Nặc mời đến hoàng cung để cúng dường. Vua Ba Tư Nặc mãi mê đánh cờ với các thầy tu tà đạo, nên quên đi việc cúng dường của ngài. Người giữ ngựa thấy Đức Phật đói, liền lấy lúa của ngựa ăn, nấu cơm, dâng cúng dường cho Đức Phật. Đức Phật cứ tự nhiên ăn. Các đệ tử của Đức Phật thấy Đức Phật ăn như vậy, vị nào cũng khóc. Đức Phật hỏi tại sao các ông lại khóc. Ông Ananda thưa, kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con ăn gì cũng được. Riêng Đức Thế Tôn là vị Pháp Vương Vô Thượng, là vị giáo chủ trong cõi ta bà này, cũng như được tam giới này không ai bằng Đức Thế Tôn được. Đức Thế Tôn là thầy của các cõi trời và làm thầy trong cõi nhân gian này. Đức Thế Tôn ăn lúa của ngựa ăn, chúng con thấy thương quá nên chúng con khóc. Đức Phật liền gọi ông Ananda đến ngồi kế bên, rồi tự tay ngài nhúm lấy nắm cơm trực tiếp đút cho ông Ananda ăn. Ông Ananda bật khóc lần thứ hai dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Đức Phật hỏi ông Ananda, tại sao ông lại khóc nữa? Ông Ananda bạch cùng Đức Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, từ khi chúng con theo Đức Thế Tôn học đạo, lần thứ nhất con khóc là vì con nhận ra ý sâu màu của Đức Thế Tôn dạy nơi kinh Thủ Lăng Nghiêm. Con có thể nguyện rằng, dù hư không này có hư hoại, nhưng lòng kiên cố của con tin lời Đức Thế Tôn dạy không bao giờ thay đổi, Như Lai đã ấn chứng cho con, nên con khóc. Còn hôm nay, con ăn miếng cơm mà nấu từ lúa của ngựa ăn. Mùi vị của miếng cơm này quá ư là tuyệt ngon mà con chưa hề nếm được trong trần gian này, nên con cảm động mà khóc. Đức Phật liền nói với ông Ananda và những người có mặt. Này ông Ananda và các đệ tử có mặt tại nơi này, sở dĩ hôm nay Như Lai ăn bữa cơm này có 3 lý do như sau. Thứ nhất, nhân quả mà Như Lai phải trả ở cõi ta bà này. Vì đời trước, Như Lai là vị trưởng giả, có lần cho vua Ba Tư Nặc ăn cơm bằng lúa của ngựa ăn, nên hôm nay Như Lai phải trả quả này. Thứ hai, chứng minh khi một người tu đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì phước báu của người chứng ấy trong thế giới này không có gì bằng được. Để chứng minh phước báu của một vị Phật, nên Như Lai cho ông Ananda ăn miếng cơm tầm thường này. Nhưng Như Lai đã chuốc phước của Như Lai vào trong miếng cơm ấy để ông Ananda cảm nhận được phước báu tuyệt diệu của Như Lai. Chứ nếu Như Lai không chứng minh thực tế phước báu này, các ông sẽ không tin. Đức Phật dạy thêm, một vị đã thành Phật rồi, dù người đó có uống thuốc độc cũng không sao, tức muốn biến thuốc độc thành nước cam lồ cũng được, hay muốn cho thuốc độc tàn phá cơ thể vật lý trần gian này cũng được. Thứ ba,
Như Lai sẽ độ vua Ba Tư Nặc này không tin những lời tà ma ngoại đạo nữa. Vì khi Như Lai dùng bữa cơm này xong, chư thiên sẽ quở mắng nhà vua, làm nhà vua thức tỉnh đến sám hối với Như Lai. Sau đó, Như Lai sẽ dạy nhà vua tu theo pháp môn thiền thanh tịnh để không còn bị ma ám nữa. Ông Ananda nghe lời Đức Phật chứng minh và dạy như vậy, vui mừng hết sức cảm ơn Đức Phật. Các vị đi theo Đức Phật cũng vui theo. Đúng như lời Đức Phật dạy, sau đó vua Ba Tư Nặc bị chư thiên quở trách, nhà vua liền đến trước Đức Phật sám hối, được Đức Phật dạy pháp môn tu thanh tịnh thiền. Từ đây nhà vua không còn tin những lời tà mị nữa, luôn lúc nào cũng hành thanh tịnh thiền và tôn kính Đức Thế Tôn. Ông Trịnh Hoàng Kiếm nghe trưởng ban kể mà say sưa ngồi nghe, khóe mắt ông đầm đìa lúc nào mà ông không hay biết. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 8. Ông Trương Huyền Khánh, sinh năm 1945 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, cư ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi một loạt 5 câu như sau. 1. Trong các luận của Tổ sư Thiền dạy, ai muốn cho Phật xuất hiện, tâm mình phải thanh tịnh, là thanh tịnh làm sao? 2. Không dụng công tu, làm sao Phật tánh hiện ra được? 3. Người muốn làm Phật tử, phải như thế nào? 4. Tứ đại luôn luôn bị luân chuyển, tức luân hồi. Cớ sao trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy, tứ đại là hằng thường và thanh tịnh? 5. Thiền sư Đức Sơn nói, các ông tu theo đạo Phật, đừng để cho Đức Phật và các vị tổ sư lừa mình. Tại sao Thiền sư Đức Sơn lại có lời nói xúc phạm như vậy? Trưởng ban quản trị chùa trả lời cho ông Trương Huyền Khánh. Câu thứ nhất, Phật tánh xuất hiện. Đây là các vị thiền sư dạy cách tu thiền thanh tịnh. 1. Có nghĩa như sau. Người tu thực hành tâm tự nhiên thanh tịnh mà hằng tri rồi, tức không còn bị các vọng tưởng lao xao trong tâm thức của người tu nữa. Tâm vọng tưởng không còn, tức thì Phật tánh của người đó sẽ hiện ra. Cho nên các ngài nói, tâm thanh tịnh thì Phật sanh. Còn bên tịnh độ các ngài dạy, tâm tịnh thì độ tịnh. Có nghĩa là khi tâm người tu thanh tịnh rồi, tức khắc tâm mình là tịnh độ đó. 2. Còn tâm người tu mà khởi vọng lên thì tâm thanh tịnh không còn, cũng gọi là Phật tánh bị mất đi. Nên các ngài nói, tâm vọng khởi lên thì Phật liền bị diệt. Chúng tôi đưa ví dụ cụ thể về vật lý để ông hiểu thật rõ như sau. Ly nước bị đục là vì lúc nào chúng ta cũng làm cho nó xao động. Nếu chúng ta không làm cho nó động, nước trong ly sẽ dần dần trong sáng lại ngay. Câu thứ hai, về dụng công tu hành để Phật tánh hiện ra. Đây là câu hỏi tuy bình thường nhưng lại rất khó giải đến chỗ sâu màu này. Vì chỗ sâu màu này nên các vị tu thiền họ bảo phải dụng công kiểu này, hành kiểu kia để lòi ra Phật tánh. Tôi xin giải chỗ này, ông nên cố gắng lắng nghe, cơ may sẽ lãnh hội được. Phật tánh vốn là thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Phật tánh vốn là như vậy, nếu vị nào dụng công tu hành, càng dụng công tu thì tâm mình càng bị động. Càng bị động thì Phật tánh làm sao hiển lộ ra được? Tôi xin phân tích như sau. Hiện giờ chúng ta đang sống trong sự cuốn hút của vật lý âm dương, tức chúng ta lúc nào cũng ở trạng thái động và chạy theo dòng luân hồi. Như vậy, luôn lúc nào chúng ta cũng động, nên Phật tánh không thể nào hiển lộ ra được. Đức Phật dạy, các ông muốn cho Phật tánh của chính mình hiện ra, các ông chỉ cần để tâm thanh tịnh, nhưng luôn lúc nào cũng hằng biết là đủ. Còn các ông dụng công tu kiểu này, hành thiền kiểu nọ, tức các ông khuấy động tâm vật lý của các ông bị động. Càng dụng công, càng bị động thêm, thì làm sao Phật tánh hiển lộ ra được? Vì nguyên lý này,
mà Đức Phật dạy vị nào tu theo pháp môn thiền thanh tịnh là không cho dụng công là nguyên lý này vậy. Câu thứ ba, người muốn làm một Phật tử thật đúng nghĩa, người ấy bắt buộc phải nhận ra tri kiến chân thật của chính mình, còn người không nhận ra chỉ mang danh từ hư ảo mà thôi. Câu thứ tư, nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy tứ đại hằng thường, còn Phật tánh là vô thường. Đức Phật dạy chỗ này có ý nghĩa như sau. Tứ đại hằng thường còn, tôi xin ví dụ, như tánh nước, dù ở đâu cũng là nước, ở trong người, ở trong động vật, hoặc ở trong ao, hồ, sông, biển, đều là tánh nước cả, nên gọi là thường. Tuy nước có luân chuyển, tức luân hồi, dù ở đâu, tánh nước vẫn là tánh nước. Vì vậy, gọi tứ đại là thường trong các chân thường là vậy. Tánh nước có luân hồi, nhưng bản chất của nước vẫn là thanh tịnh. Ba đại kia cũng như vậy. Câu thứ năm, Đức Phật và các vị tổ sư lừa người tu, xin giải thích như sau. Đức Phật lừa người tu niệm Phật A-di-đà. Ai muốn tu về nước của Đức Phật A-di-đà để thụ hưởng những thức ăn, toàn là những thứ ngon và quý nhất. Đất thì bằng vàng ròng, còn cảnh thì rất tốt tươi xinh đẹp. Chim muông toàn là những thứ chim quý như ca lân tần già, chim anh vũ, bạch hạc, vân vân, tiếng hót rất hay, người nghe lòng mình được phơi phới, vân vân. Đức Phật dạy, ai muốn thụ hưởng những thứ nói trên, hãy niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mà phải niệm cho đến khi vô niệm sẽ được Đức Phật A Di Đà rước người niệm về nước của ngài ở. Người có lòng tham lam, ham muốn cảnh mình ở sung sướng như vậy, cho nên niệm đến khi vô niệm. Khi vô niệm rồi, cái tiếng niệm của mình tự nhiên tan mất. Vừa tan mất, người niệm tức khắc được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Thời khắc này, cảnh Đức Phật A-di-đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đâu không thấy, mà chỉ thấy không gian trùm khắp rất kỳ diệu, an vui lạ thường, không dùng lời của thế giới này diễn tả được. Lúc này, người niệm Phật A-di-đà đã được về nguồn cội của chính mình, cũng nhờ Đức Phật Thích Ca lừa mình vậy. Còn các vị tổ sư lừa người tu, các vị tổ sư lừa người tu đặc biệt hơn Đức Phật. Như có người tu nào đến hỏi các vị tổ sư, kính thưa tổ sư, làm sao con nhận ra Phật tánh của con? Tổ liền đáp, ông biết gạo ngoài chợ hôm nay giá bao nhiêu không? Một câu trả lời lạc đề như vậy, ai lanh lợi sẽ nhận ra Phật tánh của chính mình. Còn bằng cố tìm ý nghĩa câu trả lời của tổ, muôn kiếp như đi tìm lông con rùa hay sừng con thỏ vậy. Vì chỗ bí hiểm này, 1.000 người hỏi chưa chắc đã có một người hiểu. Để giúp cho những người có duyên lớn với Phật Pháp, chúng tôi xin giải đáp như sau. Mong quý vị cố gắng, nếu nhận ra hãy bám lấy đó mà tu theo lời dạy của tổ. Sở dĩ tổ trả lời như vậy là vì các ngài muốn cho người hỏi không thể nào suy nghĩ lời nói của các ngài được. Không suy nghĩ tức hết các vọng tưởng, hết các vọng tưởng tức người hỏi đã sống trong cái thanh tịnh của chính mình rồi. Chỉ một câu trả lời lạc đề ấy mà tổ đã đẩy người hỏi trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh lúc nào mà mình không hay. Vì chỗ quá bí hiểm này, chúng tôi xin lặp lại. Vị nào nhận ra chỗ này, tức khắc giác ngộ ngay. Mình giác ngộ là vì nhờ các tổ lừa mình vậy. Người tu mà còn ham kiếm tìm hoặc ham dụng công thì đối với đạo thiền coi như vô phần. Ông Trương Huyền Khánh thốt lên, suốt đời tu học của tôi chưa hề nghe ai giải nói chỗ bí hiểm của Đức Phật dạy, cũng như biệt truyền của các vị tổ. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. Nhiều người có mặt, ai cũng vui mừng theo. 9. Cụ Nùng Phát Nhã, sinh năm 1925 tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La,
cư ngụ tại thành phố Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, hỏi trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu như sau: Kính trưởng ban, tôi đọc sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, thật tình từ nhỏ đến lớn chưa hề đọc được những quyển sách viết về lời Đức Phật dạy mà rành mạch như thế này. Đáng lẽ ra chúng tôi không cần hỏi gì thêm, vì bao nhiêu lối tu hoặc cả trăm câu hỏi mà trưởng ban đã trả lời cho những vị hỏi cũng đủ cho chúng tôi tu rồi. Vì tôi ở xa, hơn nữa nay đã lớn tuổi, lần về Việt Nam này là lần chót, tôi có 3 cái thắc mắc như sau, xin trưởng ban giải đáp cho, thành thật cảm ơn. 1. Tu theo Thiền Tông nhà Phật xem ra rất dễ dàng, cũng dễ thực hành, mà lại có kết quả rất nhanh và chính xác. Tại sao người tu theo đạo Phật không tìm hiểu pháp môn giải thoát để tu? 2. Người tu theo đạo Phật mỗi ngày lại hàng trăm lại, hay mỗi bước đi lại một lại, có đúng với các kinh của Đức Phật dạy không? 3. Tính ra đạo thiền rất khoa học và thực tế, lại chỉ rất rõ phương cách đưa người tu trở về nguồn cội của chính mình, cũng được xem là tinh hoa bậc nhất nơi thế giới này, sao lại ít người nghe và hành theo như vậy? Trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời 3 thắc mắc gây go của cụ Nùng Phát Nhã. Thắc mắc 1. Thưa cụ Nùng Phát Nhã, các câu hỏi của cụ tuy là đơn giản nhưng lại bí hiểm vô cùng. Chúng tôi xin nêu lên những lý do sau đây để cụ biết tại sao người sống nơi thế giới này không chịu tìm hiểu để trở về sống với nguồn cội của chính mình. Về vật chất, loài người ai cũng ham mê vật chất, nên khó mà thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật chất nơi thế giới này. Về tinh thần, loài người ai cũng ham mê thần quyền, thích thần linh nên dính vào hai phần này. Vì vậy, họ bị hai loại người sau đây dụ dỗ. Loại người thứ nhất, họ bịa ra và nói, tôi là đại diện cho ông, bà. Nếu ai thích giàu sang, hãy đưa tiền cho tôi cầu xin dùm cho. Ai muốn về nhà ông bà này ở, cũng đưa tiền cho tôi cầu xin cho. Vì loài người có lòng tham mà sợ, nên đi cầu người này, xin người kia. Những người họ đi cầu xin đó, họ không biết giác ngộ là sao, thì làm sao họ biết đường giải thoát mà dạy lại cho người khác. Thắc mắc 2. Người tu mà mỗi ngày lại Phật hàng trăm lại hoặc mỗi bước đi lại một lại, những người này họ bắt chước theo truyện tàu Tiết Đinh Sang, Cầu Phàn Lê Huê. Ý của người này muốn đem những cái lại như vậy để cầu Phật, mong Phật động lòng rước họ về nước Cực Lạc ở, còn được hay không sẽ tính sau. Họ làm vậy có người cúng tiền và khen ngợi là được. Câu thứ ba này gần như trùng với câu thứ nhất, nhưng để cụ được rõ thông thêm, chúng tôi xin lặp lại. Sở dĩ con người không chịu tìm hiểu sự thật lẽ sống, cũng là vì lòng của họ quá tham lam mà sợ sệt. Cụ Nùng Phát Nhã nghe trưởng ban giải thích, liền nói với trưởng ban, tôi là người dân tộc thiểu số, phước báu của chúng tôi ở thế giới này không nhiều. Nhưng khi đọc được sách do trưởng ban giải thích, tôi đã nhận ra được ý sâu màu của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy, người sống ở biên địa, hải đảo, rừng núi, vân vân là những người phước hơn những người ở thành thị. Nhưng nay, tôi nhận được ý sâu màu hiếm có này, tôi thấy mình có phước lớn lao quá. Hôm nay tôi về đây, trước viếng chùa đặc biệt này, sau chân thành cảm ơn trưởng ban đã nói ra những ý sâu xa mà Đức Phật đã dạy nơi cõi ta bà này. Cụ Nùng Phát Nhã miệng nói hơi run, còn nước mắt lại chảy ra nhiều. Trưởng ban nói, chúng tôi nhận thấy vị nào đọc sách viết về thiền tông học mà được dẫn giải đến chỗ cao tột, khi nhận ra được ý sâu màu của Đức Phật dạy, người nào cũng khóc cả. Theo lời Đức Phật dạy,
cái khóc này là do sự cảm ngộ sâu xa lời dạy của Đức Phật mà ra. Cụ Nùng Phát Nhã hết sức vui mừng và cảm ơn.